Thời gian qua, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về việc thực hiện đề án 06 phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt trên 99%. Công việc hàng ngày của chị Mùi ở thôn Đông Kết rất bận rộn khi kinh doanh đồ điện dân dụng. Sau khi được cán bộ xã hướng dẫn cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thì giờ đây chị cùng nhiều hộ dân chỉ cần ngồi nhà cũng đã thao tác và thực hiện được các thủ tục hành chính trên điện thoại mà không cần trực tiếp mang giấy tờ xuống xã như trước kia. Phần mềm mã định danh tôi thấy rất là tiện, ví dụ như mình đi khám bệnh chẳng hạn, không cần phải mang sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm, tất cả nằm trong cái điện thoại hết rồi, là cứ có mạng là sử dụng được. Người dân mà được như này thì rất là tiện, không phải photo, không phải các giấy tờ kèm theo, các chứng từ mà đã quản lý trực tiếp trên hệ thống máy móc. Bằng nhiều giải pháp, xã Đông Kết đã huy động các ban ngành đoàn thể xã, thôn cùng lực lượng đoàn thanh niên chia làm 15 tổ đến từng nhà dân, hướng dẫn tuyên truyền và kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử của 5 thôn trên địa bàn xã. Mỗi một tổ đề án 06 ấy, gồm có khoảng 10 đoàn viên thanh niên trực tại cơ sở thôn xuống từng nhà để hướng dẫn bà con nhân dân cài đặt, tuyên truyền đến tới họ những cái lợi ích mà khi chúng ta cài đặt cái ứng dụng mã định danh điện tử này vào. Chỉ đạo tất cả các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, địa phương, đoàn viên thanh niên cũng như là các bên chị em phụ nữ trực tiếp triển khai xuống đến nhân dân, tuyên truyền trên đài truyền thanh để cho nhân dân nắm được, để toàn dân thực hiện cái đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, xã Đông Kết đã hoàn thành 100% cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và kích hoạt được trên 4.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của xã đã tiếp nhận và xử lý trên 3.000 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99%, không những thay đổi nhận thức của người dân về chuyển đổi số, giúp người dân số hóa các thông tin cá nhân, thay đổi phương thức thủ tục hành chính công sang phương thức điện tử, mà còn đẩy nhanh việc xây dựng chính phủ điện tử, xã hội số thông minh.